mày á bé ơi. Không, em thì nghĩ là dở đó anh. Hay Kay ơi, Kay hay. Ý là bạn thì hát không hay đâu. Sai luôn, đây là người hát hay mà hát cái dạng bài của anh nhà ở xa đét dạng vậy đó. Chọn chị Hằng đã sai một lần rồi, giờ chọn Thỏ Ngọc sai luôn một cặp của người ta vậy đó. Anh ơi, không phải là em muốn chọn bé số 7. Em đã nói anh rồi đúng không anh Nghĩa? Em chọn số 4. Thưa quý vị, chọn số 4 hay số 7 đều sai. Đúng á, cuộc đời sinh ra là đã sai. Vậy thì chúc cho số 4 của người ta đúng em ạ. Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Phan Lê My, mọi người thường gọi em là Mina. Mina. Em đến từ đâu?
Dạ, em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. À, công việc của em là gì? Dạ, em đang là học sinh lớp 12. Wow. Trời, tiếc nhờ. 18 tuổi. Vậy là Mina sinh năm 2002 à? Trời ơi. Bé mới 18 tuổi mà. Hoài bão ước mơ của người ta được đến cuối chương trình. À, đợi em loại đó. Không phải. Ê, hóa ra là bọn em bé rồi mà. Bé có nhớ không? Anh không muốn loại em đúng không bé? Trời ơi, cái cảm giác tội lỗi đầy mình mà. Nãy nữa rồi. Nãy nữa rồi, đâu ta chọn kẻ ta. Ok. Nàng ông sai thì chịu, mình gửi cho bé vậy. Team của anh không hề chọn em luôn á. Thiệt luôn. Nhưng mà Thượng Đế đã nói rằng thôi, hãy lên cầm 2 triệu. Cảm ơn em, chào em.